những ai thật sự thuộc gia đình của Đức Giêsu. Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình ở Nazareth bao lâu, mà hôm nay mẹ và anh em Ngài đến gặp Ngài. Có phải vì nhớ hay vì lo lắng do nghe các lời đồn đại? Để biết Ngài đang ở đâu thì phải hỏi thăm, bởi hồi đó chưa có những phương tiện truyền thông như bây giờ. Vì vậy, chuyện mẹ đến được chỗ của con là một nỗ lực không nhỏ. Tiếc là khi đã đến nơi con đang giảng dạy, thì mẹ lại không làm sao vào được vì người đông quá. Chắc mẹ đã nhờ ai đó vào báo cho Đức Giêsu: "Có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Các sách Tin Mừng nhất lãm đều không cho biết Đức Giêsu có ra ngoài để đón tiếp mẹ và các anh em Ngài không. Điều này khiến ta có cảm tưởng bầu khí đón tiếp hơi lạnh lùng. Nhưng cả ba Tin Mừng đều kể lại câu nói gây sốc của Ngài: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi là ai? Một câu hỏi quá dễ. Hiển nhiên, đó là những người đang đứng ngoài kia. Mẹ của Ngài là bà Maria, người phụ nữ làng Nazareth, người đã cư mang cho bướu mớm và chăm lo dưỡng dục Ngài. Anh em là những người họ hàng gần gũi, tuy không phải là anh em ruột. Mẹ và anh em của Đức Giêsu là những người đang đứng ngoài nhà. Ngài không hề khinh họ, nhưng Ngài tập trung vào người trong nhà. Những người ở trong nhà là những người đang ngồi nghe lời Đức Giêsu. Họ được mời gọi không nghe suông nhưng đem thực hành để trở thành mẹ và anh em Ngài. Như thế, Đức Giêsu đã nới rộng gia đình của Ngài. Ngài không bó hẹp trong gia đình ruột thịt, mà khai mở một gia đình mới. Gia đình thiêng liêng thì rộng lớn hơn nhiều, và mỗi Kitô hữu đều có chỗ trong gia đình đó. Đức Giêsu có nhiều mẹ và nhiều anh chị em. Ai tin và thi hành lời Thiên Chúa thì trở nên mẹ của Ngài. Bởi vì theo Thánh Bê-đa, qua gương sáng và lời nói của họ, họ sinh ra Ngài trong trái tim tha nhân. Đức Giêsu là con, luôn nghe và thi hành lời Thiên Chúa Cha. Bất cứ ai sống như Ngài cũng trở nên con Thiên Chúa, nên
lập tức trở nên anh chị em với Ngài. Chúng ta ít khi nghĩ tới chuyện mình có họ hàng với Đức Giêsu. Có một thứ liên hệ còn sâu nặng hơn cả liên hệ máu mủ nữa. Chúng ta mang dòng máu của Đức Giêsu, dòng máu vâng nghe lời Chúa. Chính Thiên Chúa nối kết Đức Giêsu và cả nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình đó có chỗ quan trọng cho Đức Maria, vì hơn ai hết mẹ là người đã lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin cho chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng con. Ngày 24 tháng 9, Thánh Pacificus thành San Severino, sinh năm 1653, mất năm 1721. Pacifico sinh ngày 1 tháng 3 năm 1653 trong một gia đình đặc biệt ở San Severino trong vùng Ancona thuộc miền Trung nước Ý. Cha mẹ là ông Antonio Divini và bà Maria Angela Bruni, đã qua đời khi thánh nhân lên 3 tuổi. Và người chú đã nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn. Gia nhập dòng Francisco tháng 12 năm 1670 và ngài được thụ phong linh mục năm 1678. Ngài dạy triết học trong 2 năm và sau đó bắt đầu sứ vụ rao giảng một cách thành công. Pacifico là một người khổ hạnh, ngài ăn chay trường, sống bằng bánh mì và nước lã. Áo nhậm của ngài được làm bằng sắt. Sự khó nghèo và vâng phục là hai đức tính mà các anh em tu sĩ nhớ đến ngài nhiều nhất. Vào năm 35 tuổi, Pacifico bị bệnh nặng, khiến ngài bị điếc, bị mù và bị què. Ngài hiến dâng sự đau khổ này trong 29 năm cuối đời để cầu nguyện cho người tội lỗi trở lại, và ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân đến với ngài. Pacifico cũng là bề trên tu viện San Severino. Ngài qua đời ngày 24 tháng 9 năm 1721 tại San Severino. Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 đã tôn phong chân phước cho ngài ngày 4 tháng 8 năm 1786, và Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839. Lời bàn:
Thánh Pacifico sống sát với những lời của Thánh Francisco, lời Ngài rao giảng và cuộc sống có liên hệ với sự hy sinh hãm mình đền tội. Thánh Francisco khuyến khích các tu sĩ rao giảng lời Chúa mà không phô trương ầm ĩ hoặc vì tư lợi. Và vì thế, lời của họ mới thực sự là lời của Chúa và hướng đến phúc lợi của người nghe. Đời sống của Thánh Pacifico đã thể hiện lời rao giảng và người nghe nhận ra sức mạnh trong lời của Ngài. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.